Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao là những người hút thuốc lại lựa chọn hút thuốc hay là không? Rõ rành rành là ai cũng biết hút thuốc hại đến sức khỏe, và bạn thấy rằng cái được của nó chẳng bằng cái mất. Nhưng nếu đã thế thì tại sao những người hút thuốc vẫn tiếp tục ôm lấy cái thú vui không mấy lành mạnh, ít nhất là về mặt sức khỏe này? Vì sao họ lại hút thuốc nhỉ? Nếu các bạn đã từng thắc mắc những điều đó, hoặc đơn giản hơn là nếu bạn cũng là một người hút thuốc, thì hẳn đây là video dành cho bạn. Mời các bạn đến với bài viết "Chúng tôi là người hút thuốc" của tác giả Nguyễn Bảo Trung được đăng tải trên website Spider Room để có thêm những góc nhìn thú vị về cái thú hút thuốc này nha. Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spy Room về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nha. Có bao giờ các bạn thắc mắc tại sao bố, anh trai, em trai, người yêu, bạn bè, người thân của các bạn, tất cả bọn họ đều hiểu rõ được cái tác hại của việc hút thuốc, nhưng họ vẫn lựa chọn cầm lên điếu thuốc, đưa lên mũi hít rồi châm lửa hay là không? Và có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những người hút thuốc lại luôn chỉ cười trừ khi bạn bảo với họ rằng: "Này, hút thuốc chết sớm lắm đấy." Chúng tôi, những người hút thuốc, luôn hiểu rõ được tất cả những điều ấy. Và trên hết cả, chúng tôi trân trọng sự quan tâm của các bạn dành cho sức khỏe của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi không cãi. Nếu như vào thời điểm người ta chưa hề biết rõ ràng là hút thuốc thụ động gây ảnh hưởng đến người khác cũng không kém gì ảnh hưởng đến người hút, thì việc tuyên truyền phòng chống thuốc lá là điều hiển nhiên. Thế nhưng rõ ràng chính phủ đã có những phản ứng rất tích cực, bao gồm: đầu tiên là tăng thuế thuốc, tiếp theo là cấm hút thuốc nơi công cộng, nghiêm cấm passive smoking, giới hạn độ tuổi hút thuốc là trên 18, nghiêm cấm quảng bá các sản phẩm thuốc lá, và cuối cùng là yêu cầu in những câu cảnh báo, hình ảnh thực tế của ung thư phổi lên gói thuốc. Nhưng tuyệt nhiên là chưa một ai nhắc đến tinh thần hy sinh vì người thân, vì cộng đồng của những người hút thuốc. Một khi họ biết được điều đó gây hại đến người thân của họ, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Hiện nay không thiếu gì hình ảnh những tay đàn ông đầu bù tóc rối sau một ngày làm việc bận rộn, hoặc là người ám mùi sữa, mùi tã, trốn chui trốn nhủi trong các bếp, trong gara, ở ngoài hiên đầy gió tuyết, hoặc tệ hơn nữa là trong nhà vệ sinh, để có thể tận hưởng lén lút cho mình riêng một điếu thuốc. Ở các quán cà phê, phòng hút thuốc cần đảm bảo được quy chuẩn về diện tích xây dựng tùy theo từng quốc gia và hệ thống lọc không khí riêng biệt, tránh ngộp hơi và chặn nicotine phát tán ra môi trường xung quanh. Vì thế nên chủ quán dẹp luôn cái phòng hút thuốc cho nhanh và đỡ tốn. Còn ở các nơi công cộng như là sân bay, ga tàu thì hên xui mới có một phòng riêng để hút thuốc. Kể cả nếu có hút thuốc thì đi bộ cả cây số ra một khu vực vắng vẻ hẻo lánh khuất mắt nào đó của sân bay là một chuyện quá bình thường. Gọi đó là phòng cho sang, chứ thực chất chả khác gì cái hộp để mà họ tự hút tự đầu độc mình ở trong ấy. Có một câu khá vui như thế này được các tẩu hữu truyền tai nhau về cái tiêu chuẩn kép của các cô gái đối với người hút thuốc. Nếu anh mặc đồ xoàng xĩnh, đứng hút một điếu Marlboro thì họ sẽ khinh bỉ anh. Họ nhìn anh như một cái xác chờ vào hòm, họ xa lánh anh. Nhưng nếu anh mặc một bộ sui bespoke và cầm trên tay điếu Cyclo 6 hoặc ngậm cây Dunhill Amber Root ở trên miệng, ấy lại là một chuyện rất là khác. Sau bao nhiêu những sự chèn ép nặng nề như vậy, sau bao nhiêu những sự hy sinh, nhẫn nhịn của những smoker, tôi cảm thấy những người hút thuốc có đạo đức, xứng đáng được công nhận một cách bình đẳng, được dõng dạc mà nói rằng: "Chúng tôi là người hút thuốc." Còn những kẻ bất lịch sự phả khói vào mặt người khác, hút thuốc khi có trẻ em và phụ nữ mang thai bên cạnh, những bà mẹ hút thuốc khi mang thai, ôi chào, chúng tôi hiểu cái sự bức xúc của các bạn đối với những kẻ này. Nhưng mà khoan, vấn đề của họ không phải ở việc họ hút thuốc, vấn đề nằm ở nhân cách mục nát của họ. Nó cũng giống như việc có những kẻ trốn vé trong khi tất cả mọi người đều mua vé, có những kẻ chen hàng khi tất cả mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi vậy. Lý do không thể cấm thuốc lá nằm ở chính những người hút thuốc, tôi xin nói ngắn gọn như vậy. Bởi lẽ văn hóa và thú vui hút thuốc kéo dài từ suốt 4.000 năm trước công nguyên cho đến nay vẫn chưa bao giờ được xem là hành vi phạm pháp. Các thổ dân da đỏ quyết định ngưng chiến, tu trường của họ cũng chôn dìu chiến tranh và đốt lên cối thuốc của hòa bình. Thời xưa ở Anh, quý tộc hút tẩu gỗ thạch nam, hút tẩu đá bọt biển, thì thường dân họ biết đường quấn thuốc lá mà hút. Thời nay người có tiền hút xì gà cao cấp, hút tẩu xịn, người ít tiền thì hút thuốc lá cuốn, thuốc lá điếu, tất cả cùng chung một niềm vui, bất kể đẳng cấp.
Việc cấm cản này phải dựa trên sự trưng cầu ý kiến của chính những người trực tiếp ảnh hưởng khi đạo luật này được ban hành. Chỉ khi nào hành động hút thuốc gây ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác thì hành động này mới được nhận định là vi phạm pháp luật. Theo thông tin từ Tổ chức Ung thư Thế giới, thì quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ ung thư hiện nay là Đan Mạch, với tỷ lệ là 0,338%, tức là cứ 100.000 người thì sẽ có 338 người bị ung thư. Và lý do chính dẫn đến ung thư tại Đan Mạch là vì hút thuốc. Chính phủ Đan Mạch không cấm được hút thuốc. Việc duy nhất họ có thể làm là giới hạn khu vực hút thuốc, cấm hút thuốc nơi công cộng và nâng giá thuốc lá lên một con số kỷ lục. Để ví dụ thì một gói thuốc Marlboro có giá xấp xỉ 170.000 Việt Nam đồng, trong khi đó một cân gạo chỉ có giá xấp xỉ 53.000 Việt Nam đồng. Vậy lý do là gì? Có thể tóm gọn lại trong mấy điều như sau. Đầu tiên là hút thuốc rất ngon. Thuốc lá thật sự, tức là cái loại làm từ thuốc lá tử tế chứ không phải là cái loại về giấy bọc tẩy trắng với đầu lọc rẻ bèo 12.000 Việt Nam đồng cháy khé họng, thật sự là nó rất rất ngon. Chỉ khi nào bạn được thật sự tận hưởng một điếu thuốc làm từ lá Virginia hữu cơ được phơi, sấy, ủ kỹ lưỡng thì bạn mới biết được cái hương vị nó ngây ngất như thế nào. Vị chua quyện trên lưỡi, rồi khi thở ra trong miệng ta thấy đọng lại vị ngọt béo dễ chịu. Chỉ khi nào bạn cầm lên một chiếc tẩu, bất kỳ chiếc tẩu nào, bất kể là đắt hay rẻ, châm một cối thuốc Dunhill Early Morning Pie thì bạn mới cảm nhận được cái sự béo, cái sự cay, cái sự ngọt ngào lưu luyến dây dưa mãi không dứt của lá Virginia, Latakia và Oriental đấy. Đối với tôi, giây phút nén thuốc vào lò, châm lửa, thổi diêm, rồi cầm quyển sách trên tay đã trở thành một phần của con người, của bản chất, của tính cách của mình mất rồi. Chỉ khi nào bạn châm một điếu xì gà thật, bất kể có phải xuất xứ từ Cuba hay không, miễn là hàng thật, bạn mới biết được cái cảm giác hăng nồng mùi tiêu, mùi gỗ, ngọt ngào, lẫn chua cay của điếu thuốc ấy. Không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, giàu hay nghèo, già hay trẻ, chỉ cần bạn hút thuốc, bạn sẽ biết được rằng điếu thuốc ngon nhất là sau khi ăn xong bữa tối của một ngày làm việc vất vả. Điếu thuốc ấy có thể làm cho bạn chịu đựng mọi lời búa rìu, chịu đựng muỗi đốt, gió tát, tuyết rơi và mùi VKC ngai ngái để được thưởng thức. Đáng không? Đáng lắm chứ? Cũng chính vì cái sự ngon ấy mà anh em tẩu hữu chúng tôi chấp nhận bù tiền vào những quán cà phê ế ẩm để có thể được ngồi bên nhau im lặng tận hưởng cối thuốc ngon tuyệt vời, dù rằng chúng tôi vẫn mãi bị xua đuổi. Họ không biết rằng chúng tôi luôn chọn những nơi vắng vẻ nhất, chúng tôi luôn tránh việc gây ảnh hưởng đến người khác. Họ chỉ cần biết rằng chúng tôi hút thuốc và đó là điều không tốt, thế là họ dè bỉu. Thế rồi. Nực cười nhất là vào những năm 2012-2013 gì đấy, có đôi ba bận tôi chui vào quán cà phê gần nhà, leo lên tầng 3 vốn dĩ chỉ có diện tích bằng 1/3 các tầng khác dành cho ngồi hút thuốc, có biển smoking area hẳn hoi, để có thể vừa hút vừa làm việc cho thoải mái. Thì mấy cái cô bàn bên lại nhăn mặt nhăn mũi, lắc đầu quay quậy và la lên: "Ôi, thuốc lá hôi quá." Tôi quay sang và điềm đạm: "Mẹ mày đi. Em ạ, đây là tầng hút thuốc, các em có thể ngồi phía dưới cho trong lành." Như này thì không biết có bị gắn cho cái tên là tay đàn ông kém ga lăng và thô thiển hay là không nữa. Thứ hai là hút thuốc đương nhiên có tác dụng tích cực, dù hơi khiêm tốn. Nicotine là một chất gây nghiện, và đương nhiên cũng giống như các chất gây nghiện khác, nicotine có tác dụng tích cực mới có thể gây nghiện được. Cũng giống như là cocaine giúp cảm giác hưng phấn, vui vẻ, sảng khoái, thì hút thuốc cũng khiến cho não chúng ta sản sinh ra nhiều dopamine, glutamate và endorphin, vốn có tác dụng khiến đầu óc thư thái, giảm stress, giảm lo âu mệt nhọc và giữ tỉnh táo. Đối với những người bị trầm cảm hay là chứng mất tập trung, thì cần sa và thuốc lá là hai sự lựa chọn sống còn mang tính cực kỳ kinh tế cho họ. Bởi lẽ một phần do phản ứng thường thấy ở những bệnh nhân là cảm giác tự ti, không chịu tiếp nhận điều trị chuyên khoa với phác đồ điều trị khoa học. Phần còn lại là chi phí điều trị ở một số quốc gia quá sức đắt đỏ. Vào thời điểm đó, thuốc lá gần như là sự lựa chọn hợp lý nhất mà họ chọn cho mình. Và họ có quyền lựa chọn để được vui vẻ lên, để được tích cực lên, để được sống, để được tập trung làm việc, để được giống như bao nhiêu người khác chứ. Chỉ tiếc rằng thuốc lá có thể cứu được nhất thời, nhưng mà không thể cứu được mãi mãi. Nếu ai mắc những căn bệnh trên, xin hãy cân nhắc việc điều trị chuyên khoa thay vì cầm lên điếu thuốc lá. Cũng chính vì tác dụng giữ tỉnh táo và tập trung kể trên mà nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã bất chấp tình trạng sức khỏe của mình, bất chấp sự cấm cản của vợ, vẫn trốn ra ngoài đi bộ hàng tiếng đồng hồ chỉ để có thể tận hưởng một cối thuốc của mình trong yên bình. Mặc dù là con dao hai lưỡi, việc hút thuốc vẫn là phương pháp để chống lại bệnh Parkinson và bệnh béo phì. Nicotine kích thích não bộ và làm giảm cảm giác thèm ăn lại. Một cách chính xác thì nicotine làm cho bạn cảm thấy ăn không còn ngon nữa. Nicotine thậm chí còn có tác dụng làm đẹp da hơn.
Bởi vậy nên các nhà sản xuất thuốc lá ngày xưa mới có thể tận dụng thông tin này để lôi kéo hàng tá phụ nữ hút thuốc đấy á. Đâu phải không không mà họ dựng lên một kết quả giả tạo rồi đi rêu rao lên đâu. Chỉ là họ che đi những phần tiêu cực để quảng bá cho một sản phẩm của mình mà thôi. Chính vì những lý do kể trên mà việc hút thuốc khó có thể nào bị các chính phủ cấm tiệt. Việc các chính phủ có thể làm là nâng mức phí thuế lên. Cụ thể là bộ FDA, Food and Drug Administration của Mỹ, vừa nâng mức thuế phí trên thuốc lá, khiến cho giá thuốc tăng lên cao ngất và hệ lụy là: đầu tiên là các nhà sản xuất thuốc lá phải từ bỏ việc sản xuất thuốc lá vì không thể kiếm sống bằng nghề này. Cụ thể là nhà sản xuất gạo cội lớn nhất và lâu đời nhất trên toàn thế giới, Dunhill cũng đã tuyên bố rời khỏi hẳn khỏi thị trường thuốc lá tẩu. Thứ hai là một số nhà sản xuất với lòng kiêu hãnh của mình từ chối việc giảm chất lượng thuốc lá để giảm giá thành. Họ thà phá sản còn hơn là tự bôi cho chát chấu vào đứa con cưng của mình. Thử hỏi bây giờ còn bao nhiêu thương nhân giữ được sự tự tôn của mình đến vậy ở trên thương trường. Thứ ba là các nhà sản xuất lựa chọn bằng mọi cách để giảm giá thành sản phẩm, để giảm giá bán xuống. Tôi còn hoài nghi rằng với công nghệ trồng trọt hiện nay, có khi các nhà sản xuất còn loại bỏ luôn quy trình trồng trọt organic để tăng năng suất nữa cơ. Hệ quả là thuốc càng lúc sẽ càng dở. Và có trời mới biết được họ thay thế những thứ của nợ gì vào trong đấy. Đương nhiên của rẻ là của ôi, là gây độc hại hơn gấp nhiều lần. Thứ tư là giá thuốc lá tăng lên chóng mặt. Ở Mỹ, người người nhà nhà hốt hoảng chạy đi mua thuốc lá về dự trữ trong kho trước khi giá thuốc nhảy lên một tầm cao vĩ ngạn khác. Cuối cùng là người nghiện thuốc sẽ phải tìm đến những sản phẩm thuốc lá rởm rẻ tiền để thỏa mãn cơn nghiện nicotine của mình. Thay vì họ chỉ phải hút một điếu thuốc để nạp đủ lượng nicotine, họ sẽ phải hút hàng chục điếu thuốc với lớp giấy cuốn được tẩy bằng dung dịch ammoniac chuyên tẩy bồn cầu, là thuốc tệ hại khô rang mà tôi nghi ngờ là có trộn thêm cả giấy nhuộm vào, kèm theo đầu lọc được sơn phết và màu đầy butan. Bạn đốt một điếu lên, loay hoay làm việc tầm 5 phút, quay lại đã thấy điếu thuốc cháy hết. Thuốc lá hữu cơ chân chính, hút một lúc lại tự tắt, bởi lẽ bên trong đấy là lá thuốc và trong lá thuốc là đương nhiên có nhựa ẩm. Xin mạnh miệng tuyên bố 90% người hút thuốc ở Việt Nam không biết mùi vị thật sự của thuốc lá là gì. Bởi lẽ lá Virginia không bao giờ có vị đắng khét. Lá Virginia là loại lá êm, dịu và ngọt ngào nhất. Khoan nói đâu xa, xin mời bạn thử so sánh Marlboro Việt Nam và Marlboro sách tay châu Âu để thấy được sự khác biệt. Cho nên ở nước ta hay có kiểu lên đô. Thật ra là do lượng nicotine trong thuốc không đủ do nhu cầu nghiện nên phải chuyển sang cô táp và dẹt lậu. Cứ bảo một gói thuốc rẻ bèo tầm 15.000 là kinh tế. Vậy một ngày bạn hút mấy gói, một tháng bạn sẽ tiêu bao nhiêu tiền? Cái khôn của nhà sản xuất thuốc lá đầu lọc là ở chỗ giá rất rẻ nhưng cháy rất nhanh. Cháy nhanh lại phải đi mua gói mới về. Tưởng rẻ, hóa ra lại chẳng rẻ chút nào. Lúc này thì cái được lại chẳng tài nào bù nổi cái mất. Những người hút thuốc, trong đó có tôi, đều không thể mong muốn những điều xấu xảy ra với gia đình và bản thân. Nếu đã không thể cấm được một điều đã diễn ra kể từ năm 4.000 trước công nguyên cho đến nay, không thể tiêu diệt toàn bộ nguyên nhân dẫn đến việc hút thuốc, hoặc ít ra cũng hãy để cho chúng tôi có thể hút thứ thuốc đàng hoàng, ít độc hại hơn chứ nhờ. Thế nhưng không, thứ chúng tôi nhận được lại là sự xa cách, sự dè bỉu và hàng trăm những thứ thuế phí khác dẫn đến hệ quả kể trên. Chúng tôi chẳng hề muốn gây ảnh hưởng lên bất kỳ ai. Điều chúng tôi muốn chỉ có một: xin cho chúng tôi được chậm lại đôi chút bên điếu thuốc, cối tẩu chân thật của chúng tôi, giữa dòng đời vốn đã đủ nhanh, đủ giả tạo, đủ bon chen và bộn bề này. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!